Yo, what's up guys? Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại chương trình của VRT của Crew. Đúng ra là đợt vừa rồi mình sẽ up hai cái video của mình lên đó, về một con pet hai pet và một cái chuyến hành trình về quê của mình đợt Tết vừa rồi. Nhưng mà nói chung là Covid-19, bệnh dịch bệnh các kiểu, con đà điểu linh tinh nhở. Thế cho nên là nó khá là phức tạp, và thứ hai là mình cũng chưa có chuẩn bị được một con PC hoàn chỉnh để có thể là để edit một cái video để đăng lên kênh của anh em. Nhưng mà không sao, hôm nay mình đã có một cái mà mình vừa lấy hàng sáng nay xong từ cái từ từ mấy anh shipper ở bên Shopee xong. Thì hôm nay thì cũng chính là cái chủ đề mà chúng ta sẽ bàn đến, đó là về game pre-production. Đọc méo méo cả mồm. Game pre-production thì thực ra thì nếu nó gọi là gì thì đơn giản nó là kiểu, nó kiểu như này. À không, nhầm, sorry. Cái này mình chưa bóc, tí nữa mình sẽ bóc. Nhưng trước hết thì mình sẽ giải thích đã. Game pre-production ấy, thực ra cái này cũng là một cái vấn đề nổi bật mấy năm gần đây trong giới retro thôi. Thì game pre-production ấy, thực ra nếu mà để nói nó là gì thì nó là hàng tái sản xuất. Trong cụm từ tiếng Anh, reproduction là tái sản xuất, tức có nghĩa là khi mà một hệ máy đã không còn, tức là một hệ máy đã chết rồi, hoặc là một hệ máy đã không còn được hỗ trợ bởi game hay là hỗ trợ bởi phần mềm cũng như phần cứng nữa, thì việc mà cái nhu cầu họ cần để họ sưu tầm, và cũng như là nhu cầu đế chết tiệt của mình vậy thế. Mà cũng như là cái nhu cầu mà để mua cũng như là để trải nghiệm, để biết xem là tựa game đó như nào, ra làm sao và hình hài như nào. Nói chung là nó chỉ đa phần, nếu mà mình xét cái cạnh thì mình sẽ xét cái cạnh đối với là người dân sưu tầm. Ở game reproduction ấy thì có một số dòng, ví dụ như là Nintendo tiêu biểu, những hệ máy đầu tiên chính là Nintendo, bao gồm là NES, SNES và Nintendo 64, là ba hệ máy mà nó là chạy băng cartridge, thì nó rất là khác so với những hệ đĩa chạy, những hệ máy chạy CD như PlayStation chẳng hạn. Như PlayStation thì chúng ta đã biết là nó dùng đĩa, thì việc có thể chơi đĩa chép thì rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với các dòng của Nintendo đời trước, từ Nintendo 64 đổ về trước nhé, thì đa phần nó đều chạy băng và nó không thể copy được như dòng đĩa. Và anh em phải biết là băng và đĩa, thì băng cartridge và đĩa là hai dòng rất khác nhau. Băng thì có thể chép được nhưng mà đĩa thì không thể. Cho nên là đấy là ý tưởng của băng reproduction ra đời. Nó giống như kiểu là băng phách, và kể cả trên GBA, anh em mà mua trên thị trường anh em vẫn có thể bắt gặp những cái dòng này, nó là băng phách. Thì cái reproduction thì họ có thể tái sản xuất ra từ nguyên bản, tức là y hệt như thật luôn. Ví dụ như mình nói đến dòng băng của Nintendo nha, họ có thể làm y hệt như một cái mà y hệt như băng gốc. Chỉ khác là một số game ấy thì nó yêu cầu pin, pin pin CMOS để có thể lưu lưu trữ xếp ấy, thì băng phách không có và main nó hoàn toàn khác. Thì ở đây thì cũng giống như thế. Băng reproduction, những cái sản phẩm reproduction này có thể làm nhái được không chỉ là băng game, và thậm chí có thể làm nhái được cả đĩa game. Và hôm nay thì trên tay mình đây là mình đã lấy được mình tạo được một cái đĩa game từ một bạn ở shop tên là Copy Game. Shop bạn này cũng khá là hay, và bạn ấy cũng đang nghiên cứu làm những cái sản phẩm reproduction như này. Và những cái sản phẩm của bạn ấy thường là đang là đĩa PS1, đĩa PSX ấy, đĩa PlayStation ấy, đĩa chép, nhưng mà nó lại là đĩa kiểu bạn ấy đúc các thứ vào xong làm giống như thế. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở hộp nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mở cái hộp này ra. Nói chung là sáng sớm may quá, nhưng lại có mấy anh bên Shopee. Mình cũng nói chung là cũng sớm, tại vì mình đặt order cái này từ 3 ngày trước rồi, đến tận ngày hôm nay mới chuyển. Nói chung là order trên Shopee khá nhanh, anh em có thể tìm mua trên đó. Nói chung là mình mua ủng hộ dòng sản phẩm của bạn này, thấy bạn này làm cũng khá là được, mình mua ủng hộ các bạn. Nếu như có bạn nào mà muốn tìm hiểu một số dòng reproduction thì anh em có thể search cái link Facebook của bạn này, thì mình sẽ để lại ở trên mô tả của video của mình.
Ok, mình sẽ đập hộp cái dòng này để xem mà chất lượng đĩa bạn ấy làm như nào, vì mình cũng thấy bạn ấy làm cũng khá là đẹp, thì mình đang mua ủng hộ bạn ấy một cái đĩa mà. Thế nên là ok, chắc là được. Rồi. Ok, trên tay mình hiện tại bây giờ đang là dòng Reproduction. Một dòng nhái mà kiểu làm lại của một tựa game Diablo. Thì mình có đặt bạn này làm hộ cho mình cái đĩa game Diablo. Bạn ấy làm phải gọi là như thật. Như thật luôn. Đẹp vãi chưởng. Mỗi cái là nó không hiện được cái gáy đĩa thôi, cho nên là mình hơi thất vọng về cái sản phẩm của bạn này cho lắm. Nhưng mà thôi, đây đây cũng là sản phẩm đầu tay. Đây đĩa Diablo 1, bản tên 1. Thì nói chung là của bạn này làm thì khá là đẹp. Mình không có chê trách gì cả. Bạn ấy làm khá giống như thật luôn. Có một cái điều ấy là mình cảm thấy mình không thích lắm bởi cái hàng của bạn ấy là nó chưa hoàn chỉnh. Nhưng mà thôi không sao, thì mình cũng ủng hộ bạn ý. Đây là đĩa Diablo 1, anh em nhìn nhìn thấy. Đúng ra là một đĩa PS một góc ấy, chính xác là nó không phải như này đâu. Chính xác là hộp nó không phải như này đâu. Mà là đúng ra là hộp của nó phải hơi dày một tí. Hộp này rất là mỏng. Hộp đấy rất là mỏng, nó không thể hiện ra được một cái gáy game này được. Anh em hiểu không? Tức là đúng ra là để làm một game, một đĩa PS một hàng Reproduction hoàn chỉnh, thì đúng ra chúng ta không nên dùng cái loại này. Nhưng mà vì đây là shop của bạn ấy chắc là bạn ấy cũng là mới làm, mới nghiên cứu. Cho nên là chúng ta cứ, nếu mà anh em nào mà muốn có nhu cầu thì anh em cứ qua shop của bạn ấy để mua ủng hộ. Bạn ấy cũng đang trong thời gian nghiên cứu cho nên là anh em nhớ ủng hộ bạn ấy nhé. Thì cái điểm khác biệt nó ở đây là gì? Thực ra là sự khác biệt ở đây ấy, nó nằm ở cái là cái vỏ đĩa. Trước hết là cái phần phần vỏ đĩa, anh em có thể để ý là nó mỏng, như mình nói là nó rất là mỏng. Cái vỏ đĩa PS một góc thì nó khá là dày. Nhưng mà về phần in ấy thì bạn ấy in màu nhìn khá là đẹp, anh em thể nhìn thấy, nhìn rất là kỹ nhá, anh em nhìn kỹ nhá, nhìn khá là đẹp luôn, không có một cái dấu hiệu nào là bị nhòe hay là kiểu bị như nào. Dù sao thì đây cũng là một sản phẩm đầu tay của bạn ấy, rất là hay, rất là đẹp. Đó, anh em có thể thấy. Đây là phía bên trong của đĩa. Anh em có thể thấy là cái đĩa gốc của Diablo 1 thì cái này thì mình đã nhìn thấy rồi. Đĩa gốc thì rất là đẹp, nhưng mà có mỗi một điều ấy là bạn ấy lại không dùng đĩa lòng đen. Nếu mà bạn ấy dùng loại đĩa CD lòng đen thì nó phải đến chuẩn đến 50%. Nói chung là đây là một cái ưu điểm. Và thứ hai là bạn ấy in được cho mình bên trong cái này luôn. In được cho mình bên trong cái này luôn, nhìn rất là đẹp. Anh em thấy là đây. Đó. Đây là ưu điểm của bạn ấy. Đây là ưu điểm của bạn ấy làm một cái đĩa như này. Và cái thứ hai đó là đĩa Resident Evil 4. Thực ra đây là đĩa đúc thôi, mình cứ gọi đây là đĩa đĩa đúc, tức là đĩa đúc nó đúc có hình ấy, nhưng mà kiểu đúc nó đẹp ấy, nhìn nhìn nó không bị nhòe màu. Đây là đĩa thứ hai, đĩa RE4 của bạn ấy. Đây là đĩa đúc thứ hai của bạn ấy. Thì nói chung là đĩa này thì nhìn cũng đẹp nốt luôn. Nhìn cũng không có gì là đến nỗi tệ. Nhưng mà có một điều là bạn ý in cũng không in in vẫn còn để lộ cái viền. Thì cái ưu điểm thì nói chung là mình cũng bổ sung vào rồi. Còn cái khuyết điểm thì khuyết điểm lớn nhất khi mà tại vì mình cũng phải thông báo cả cho bạn ý thôi. Khuyết điểm đầu tiên ấy đó là để làm ra một cái game pre-production như mình nói riêng, như đây là tựa game PlayStation đi, như PS2 chẳng hạn. Đó là cái điểm khó nhất ấy của chúng ta làm ấy, đó là in làm sao mà để không cho bị cái trắng trắng viền viền ở đây. Cái này thì mình biết, mình có kinh nghiệm về nhận biết game giả, game gốc rồi. Tại vì đương nhiên là cái dòng kiểu game reproduction, cái dòng game tái sản xuất này nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Nó chỉ mang tính chất dành cho những ông sưu tầm thủ dâm tinh thần, kiểu ví dụ như mình đéo điều điều kiện mình có thể mua một cái cũng được. Nhưng mà nó chỉ ở mức tương đối, nhất là phải 80 đến 90%. Nhưng mà đây thì mình thấy thì bạn ấy làm rất là cố gắng, nhưng mà thực chất nó cũng chỉ đạt ở mức trên trên 60% thôi. Tức là in thì anh em này để ý nhá, nếu mà để có một cái hàng reproduction hoàn chỉnh nhá, thì trước hết ấy, là cái phần mực in này là phải chuẩn, nó phải như này, bóng bóng này,
nó không được nhòe, nó không được nhòe ấy. Thứ hai là cái phần khó nhất chính là cái mà mình nói là cái viền trắng trắng này này, là in làm sao mà để cho cái viền trắng trắng đấy nó nhỏ đi hoặc nó không xuất hiện thì càng tốt. Tại vì là trong đĩa gốc ấy, người ta không bao giờ để một cái viền in trắng trắng như này. Và thứ hai là tỷ lệ nó phải đúng giữa tâm đĩa. Thứ ba là để một đĩa PS2 mà đẹp mà chỉnh, mà hoàn chỉnh thì có thể là in thêm một cái màu bóng ở đây, như kiểu in in như kiểu in tem ấy, anh em, như kiểu in tem ấy, cho nó kiểu phần giữa cho nó giống giống như thế, nếu mà trình độ cao mà làm được, còn nếu mà trình độ thấp thì thôi. Nói chung là kiểu như thế. Đấy là một hàng reproduction hoàn chỉnh mà mình đã xem ở bên nước ngoài, họ làm rất là đẹp và thậm chí là nó phải mang gần gần giống với đĩa gốc rồi đấy. Nhưng mà những đĩa đấy thì nó cũng thường cái giá nó sẽ không được cao. Trở lại với cái đĩa PS1 hàng reproduction mà mình đã tậu được của bạn này trên trang shop của bạn này, thì cái đầu tiên ấy mà mình cảm thấy không ưa cho lắm ấy, đó là bạn ấy sử dụng đĩa trắng, đĩa lòng trắng, chứ bạn ấy không sử dụng đĩa lòng đen. Vì đúng ra là đĩa PlayStation là phải sử dụng đĩa lòng đen. Tại vì sao? Vì theo kinh nghiệm của mình, đối với một người chơi chép, chơi mod, chơi các kiểu như mình ấy, thì cái đĩa lòng đen trên PlayStation hiệu năng chạy bao giờ cũng sẽ tốt hơn là đĩa lòng trắng. Đĩa lòng trắng nếu chạy, nếu anh em chơi như này một thời gian, đảm bảo với mình khi mà nó xước thì rất khó mà chơi lại, rất khó mà chơi lại. Khi còn đĩa lòng đen ấy, khi mà nó chỉ hơi bụi một tí thôi, anh em dùng cồn hoặc là dùng cái nước lau kính lau theo chỉ kim đồng hồ một cái là chạy rất ngon. Nhưng cái đĩa này ấy, với cái đĩa lòng trắng trắng như này ấy, nó chỉ chạy được một thời gian dài thôi thì nói chung là nó sẽ rất nhanh hỏng và rất nhanh xước. Đấy là nhược điểm của đĩa lòng trắng. Còn PS2 thì nguyên bản nó là đĩa đĩa lòng trắng rồi thì mình không nói chuyện gì. Nhưng mà đây là đĩa PS1. Thì theo theo ý kiến của mình và theo cái kinh nghiệm của mình ấy, để in ra được một đĩa chuẩn ấy, gọi là đĩa 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 đúc và hàng như này chuẩn ấy, thì trước hết là đối với PS1 thì chúng ta nên có một cái vỏ dày hơn. Đây đây là hàng của bạn ý, thì từ hàng của bạn ý thì anh em có thể hình dung. Trước hết là vỏ phải dày hơn. Dày làm sao mà để có thể là có một cái phần nho nhỏ đây này để có thể hiện một cái gáy của tên đĩa game, ví dụ như là nó là Diablo thì thể hiện Diablo không có biểu tượng PlayStation ở đây. Đĩa gốc thì nó cứ sẽ như thế thôi. Thứ hai, nó phải có hai mặt. Điểm yếu của cái đĩa của bạn này làm đó là không có mặt sau, không có mặt sau, không có, mặc dù mặt trước in rất đẹp nhưng không có mặt sau, cho nên là nhìn nó chẳng khác gì một cái đĩa CD nhạc chứ cũng không phải là một đĩa CD game. Còn việc bạn ấy in như này thì rất là đẹp rồi, mình không có ý kiến gì cả. Thứ ba là nếu mà ví dụ như là anh em mà có trình độ cao tay hơn ấy, mà có điều kiện hơn ấy, thì anh em có thể in được book. Book bây giờ, book tức là cái sách hướng dẫn ấy anh em. Sách hướng dẫn thì thực ra thì nếu mà để nói mà để in in cho nó ấy, thì anh em phải có cái loại mà máy in mà chuyên in cho tạp chí ấy. Anh em biết cái loại giấy mà nó bóng 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 bóng. Đấy, cái loại bóng bóng mà hay in vào những cái tạp chí to to ấy. Thì thực ra thì trên mạng book có rất là nhiều, nó thường là lưu trữ ở cái file dạng PDF ấy, anh em tải về. Sau đó anh em nếu như anh em nào mà biết về công nghệ về in ấy, anh em phải in như kiểu là in ra thành một cái tập ấy, xong ghim lại, dập ghim lại. In in theo đúng cái tỷ lệ của nó luôn, tại vì tỷ lệ của nó chia hết rồi. Ở trên mạng cái tỷ lệ của book ấy bao giờ nó cũng sẽ chia hết. Ví dụ như là mình nói là về cái book của PlayStation chẳng hạn. Với con này thì cái tỷ lệ của nó ấy thì nó cũng chỉ đây thôi, nó cũng chỉ vừa vừa vặn vặn như này thôi, nó chỉ tầm như thế. Với thứ hai là đặc biệt hơn nữa ấy, là cái book ấy thì là để in được tốt hay không ấy thì nó lại tùy thuộc vào cái chất lượng mực của anh em in đó. Nó tức là ví dụ như là anh em in mà mực tốt mà giấy cũng tốt thì chất lượng book nhìn nó sẽ như thật, nó sẽ ở mức tương đối y y như thật. Còn nếu không thì cái book đấy nó sẽ vứt đi, nó không có, mặc dù thì book hàng thật thì sẽ có giá trị hơn, nhưng mà ý mà đây là nói là nếu anh em muốn làm một cái sản phẩm như thế thì nói chung là phải tốn rất là nhiều, nói chung là tốn rất là nhiều đấy. Thì đấy là cái những cái mà mình xem được cái ưu điểm và khuyết điểm của một cái sản phẩm của bạn này. Nói chung là mình cũng khá là tâm huyết với retro cho nên là những cái này là mình cũng biết khá là nhiều. Anh em có thể tham khảo một số kênh trên mạng, một số kênh trên internet, một số video mà họ làm ấy. Thực ra thì để làm cái này ấy mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều tiền bạc, và thậm chí khi mà bán ra sản phẩm như này ấy,
Mình nói chắc chắn luôn là giá nó sẽ phải cao bằng một nửa giá của đĩa gốc. Ví dụ như là đĩa gốc để bán 300 nghìn thì nó phải bán tầm 200, 150 đến 200, ví dụ như vậy nhá. Đó. Thì đây là rồi sau thì mình cũng hoan nghênh cái sự tỉ mỉ và cũng như là sự cẩn thận của bạn này. Ok. Đĩa rất là đẹp, mình sẽ cho vào trưng bày. Còn đĩa này thì mình có thể là mình sẽ giữ lại. Hoặc là mình sẽ có thể cho một anh bạn nào đấy tặng làm kỷ niệm. Anh bạn mình tặng kỷ niệm. Ok. Ok. Thì đến đây là video của mình đã kết thúc rồi. Thì mình cảm ơn anh em đã xem và quan tâm. Nhớ like, subscribe và ủng hộ mình nhé. Và mình chắc chắn là trong tương lai thì mình sẽ hy vọng là cái bạn bán cho mình cái đĩa này sẽ có một cái sản phẩm tốt hơn. Mình hy vọng vậy, tại vì mình cũng đang có kế hoạch là tháng sau mình sẽ đặt mua của bạn này một cái đĩa PlayStation nữa. Nhưng mà sẽ là một cái phiên bản hoàn chỉnh hơn. Mình, thì tức là sẽ có gáy như này này, sẽ có mặt sau này và đĩa nó sẽ dày hơn. Nó sẽ đúng với chất của một cái đĩa PlayStation hơn. Ok. Và cảm ơn anh em đã xem và nhớ like and subscribe và ủng hộ kênh mình nhé. Bye bye. Bye bye.